Ok. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng Feng Vlog. Hôm nay Feng đến thăm ông bà leo đơn. Mấy hôm trước là có một anh ấy tên là Sơn. Anh ấy gửi 1.500.000. 1 triệu là giúp cho ông bà leo đơn và 500.000 là giúp cho Feng đổ xăng đi lại. Feng trân trọng là cảm ơn anh Sơn. Và có một bác nữa, bác đấy ở Tuyên Quang, bác ấy gửi 200.000 cho anh Long Họa Mi ấy để nhờ Feng Feng là gửi cho ông bà leo đơn, bởi vì ông bà leo đơn có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, không có con cháu gì cả. May là có em Hòa ở gần đây, thi thoảng em mới chạy sang chơi. Hôm trước bà bị ốm các bác ạ. Bà bị ốm là đi nằm viện, nhưng mà Feng này cũng ốm nên là Feng không ra thăm bà được. Bà là có mỗi một mình bà ở ngoài bệnh viện ấy. Cái hôm mà ốm quá, bà là già rồi, nên là sức khỏe của bà thi thoảng là bà bị ốm. Bà ốm là bị bệnh lền nữa, xong rồi đợt trước là bị Covid nữa, nên là bà phải đi ra bệnh viện. Đấy, bà ra bệnh viện thì bà chỉ có hôm đầu tiên thì có người đưa ra thôi, xong đó là bà cứ lủi thủi một mình. Feng đã lên bệnh viện Quyết Tiến, à bệnh viện Quản Bạ rồi thăm bà. Bà mà ở một mình đến là bà hay bị tủi thân, bà khóc luôn các bác ạ. Ngôi nhà bé bé của hai ông bà leo đơn. Không biết là ông bà có nhà không. Ô, đóng cửa rồi. Không thấy gì rồi. Ông bà đi đâu rồi nhỉ? Bó. Bó già. Bó. Quanh đây mà lại đi tìm bà tiếp à? Xem bà có nhà không? Có. Không thấy đâu à? Đây, giày bà vẫn treo đây mà. Với cả cái đai này bà hay để buộc vào lưng bụng. Đây có Feng lần đầu tiên nên ấn tượng với cả hai cái quan. Được tiền tài trợ nhà nước, không mua giá mua gì cả, chỉ có mua hai cái quan để sẵn đấy. Thấy không? Ôi. Bây giờ ông bà đi đâu nhỉ? Quả kia vẫn đang chín đây anh. Ờ, quả đấy để dành tí ăn. Ai đấy? Ông ở đây. Bà đâu? Bà thì chưa thấy. Quả này nữa. Không thấy bà à? Đi tìm bà đi. Hay bà dưới nhà em? Bà có khi là không ở. Hử? Hỏi ông đấy. Để em hỏi ông đấy. Đi. Nhau. Đâu nhỉ? Bà đâu? Ông bảo bà là đứng kia rồi. Đâu. Bà lắm. Nhưng mà ấy ui, trời lắng chang chang, bà lại đi đâu này? Trời mà. Bà đi như con sóc ấy. Ý. Đố các bác nhìn thấy bà đâu? Bà đang đấy. Lú bụi chuối dọa. Bà đã chửi cho ngay. Hai thằng mất dậy. Mất lên. Hôm trước ai làm thêm cái này đây? Ông tự làm á? À? Ông trèo lên kiểu gì? Ở đây ok đấy, em đứng đây cắm được lên. Với lại mang cái than về được. Đây ai gia công xây cái này đây? Cái này là ông khác làm á. Ông khác làm á? À? Ông giỏi thế nhỉ? Ông bảo là hết mưa lên trên này tí này. Ừ. Bò à? Bò hay già? Bò. Bò à? Mua chi đo à? Bà đi đâu về? Minh nhổ tua. Bà đi đâu về? Thế hôm trước đi làm gì? Ô rồi dép đâu? Dép bò đâu? Để cho nó đỡ mòn à? Ê, thấy tang vật nó vẫn treo đây rồi. Giày bà mà đi làm xa xa là bà hay đeo giày hoặc đi chợ. Đây này.
Còn đâu bà mà ở nhà là bà hay đi chân đất. Có dép đây nhưng không đi, đi sợ bị mòn dép các bác. Thế là ông làm cái này à? Ây da, ông kỹ thuật cao thế nhở? Tay đắp ở đây. Nhưng mà những cái này này ai, đây đâu có phải đắp đâu, đây này. Cái này là mang bằng xoa về. Ai xoa cho? Ông xoa. Ông bác xoa. Ông giỏi thế nhỉ? Hôm trước bà bị làm sao? Không biết. Ốm à? Đau. Đau ở đấy, ở đây à? Sắp chết. Sắp chết. Không được chết. Sắp chết rồi. Bà không được nói thế. Được đi. Mẹ về. Đông quân bà. Không có. Có cái gì không? Đi không được. Thế à? Bà ơi, mua bà thùng sữa nhá. Với cả ấy, bà ngồi ngoài này cho mát được, không phải vào đâu. Hòa bốc cho bà một hộp, bà ngồi đây. Đây các bác, ngôi nhà của bà được cô Hoàng Kim Cúc năm ngoái giúp làm nền nhà rất là sạch sẽ. Ông có gì đây? Thóc à? Ông thật sự, ông bà là siêu cẩn thận, quá cẩn thận không các bác? Để nha, không bao giờ để đất. Để đất một là bị sợ nó bị ẩm mốc, mối mọt. Đấy, mà ông bà là buộc chặt chẽ luôn. Này, này trộm nó mà muốn lấy cũng khó. Buộc chặt này nó khóa cổ, khóa càng vào đây này thì làm sao lấy được. Xong là ông bà còn đóng cái bao rồi vào đây. Sạch. Bò ra uống sữa cho mát. Hôm trước bà đi xuống bệnh viện thì là có sữa uống không? Mua. À, thế bà mua uống à? Mua nhiều không? Bằng đấy à? Thế có uống hết không? Không uống hết à? Mang về cho ông à? Bà ở viện mấy ngày bà? Mười ngày ở bệnh viện. Một mình bà. Thế bà, cái thùng gì đây? Ngô. À, ngô à? Thế bên này là lúa hay là ngô đây? Thóc. Thóc. Đây là thóc, đây là ngô, mua trong gà. Ông dạo này nhìn yếu thế. Ông uống sữa đi. À, kệ con vừa uống rồi. Em Hòa em cho uống nhiều quá. Nhà ông bà lần trước là được em Mai Lạng Sơn đấy giúp mua mấy cốc chén này rồi. Này, đấy, để thế này. Đó các bạn. Bà đi làm cỏ đỗ à? Lần trước đến đây Phen với em Hòa đến đây cũng không gặp bà. Xong là hôm đấy là hai anh em đi tìm bà một vòng. Cuối cùng bà lại đi về. Cái hôm mà được ăn bánh. Ăn bánh bánh gì nhỉ? Bánh gạo. Chipo hai à? Chipo à? Bà bảo gì mà? À, mi nhỏ cũng ốm, nên là mi nhỏ chi pâu vào à? Mua chi tàu à? Không biết đi kiểu gì à? Bà ở nhà bà phải ăn nhiều vào. Ăn nhiều. Lo trầu nhiều vào. Ông bà ăn ít thôi, ông bà không có ăn được nhiều mà. Thì mới đảm bảo sức khỏe được. Thế là hôm trước bà bị đau vai, đau ngực này. Ở 10 ngày bà đã bị Covid xong là bà như kiểu bị hậu Covid. Ông lại không bị nhỉ? Ông không bị. Ở khu này em Hòa này, con trai em Hòa này và ông là không bị. Đấy. Bà này, vợ em Hòa này với cả con gái là bị. Nói chung là có chia thành hai phái.
phái nữ thì bị hết không còn đâu, phái nam thì khỏe. Buổi trưa bà ăn cơm với gì? Không có gì ăn. Bà ăn rau. Cơm rau. Vâng. Hôm trước có một anh, có hai anh, một anh ở dưới Tuyên Quang, anh ấy gửi cho Phen là 200.000, 200.000 mua cho bà sữa này với cả bánh kẹo đấy nhá. Còn một anh nữa, anh ấy tên là Sơn, anh ấy gửi 1 triệu đấy, cho hai ông bà là phòng thân hay là mua thức ăn, hôm nào chợ phiên bà đi chợ phiên mua thức ăn nhá. Đây Hòa đưa cho ông bà cho anh 1 triệu. 1 triệu. Anh Sơn. Chợ à? Sao mày tua? Bà phải khỏe mọi người mới vui. Bà phải ăn nhiều vào cho khỏe. Ăn nhiều để chiến đấu thắng mấy cái con virus nó xâm nhập cơ thể mình. Chứ bà hay ốm lắm. Bà ốm với ông ở nhà có buồn không? Ủa ở nhà là cho nó đi viện. Ông phải đi cùng bà chứ. Ông không đi, nhớ bà nhưng mà không đi được. Nhớ bà nhưng không đi được à? Không đi được. Bà không đi được đâu cả. Một mình bà là, hay bà cũng thế. Ông mà ốm là bà ở nhà. Đi được, chả có ai cùng với bà đi được. Thiếu rồi mà không đi được. Khổ lắm các bác, không có con cái gì cả nên là lúc mà ốm đau bệnh tật là cứ chia đôi thôi. Ông mà ốm thì bà ở nhà, còn bà mà ốm đi viện thì ông ở nhà còn chăn con gà, xem nhà xem ruộng nữa cơ. Để sữa đây nha cho ông nha, cho bà nha, để thi thoảng uống nha cho khỏe nha. Bánh kẹo thì tí ông bà chia cho thằng con nhà em Hòa một tí. Ông là phải vặn to cái volume lên thì mới nghe được. Hạ tông nhẹ nhẹ nói kiểu thỏ thà thỏ thẻ thì ông không biết nghe kiểu gì rồi. Rồi con đi về đây. Mù chế ơ. Chị bỏ hài à? Không biết nói gì. Bà ôm mò nó mà mù lên. Không. Chị ủa nó mỏ à? Ôm mò nó ra bếp. Mì nhỏ nó châu à? Nó được rồi ở châu á. Mì nhỏ mù chế nó mỏ. Mù chế à? Nó chế nó mỏ à? Ôm mò nó ra bếp. Chị à? Chị bỏ hài à? Không. Không tí nữa tối là mù chi tao à? Tí nữa tối là mù chi tao à? Mù chi tao. Okay, muộn rồi mà, bây giờ là 5 giờ rồi mà. Từ đây về nhà con còn 40 cây nữa cơ mà. Xả lầm. Hôm nào mà bà bị ốm nhá, bà đi bệnh viện thì bà phải bảo con nhá. Chứ đi bệnh viện một mình, một thân một mình ở ngoài đấy, thế là cũng không ăn uống kiểu gì. Ai mua cơm cho? Không có ai mua mà. Thế là mình tự ăn à? Ăn mì tôm à? Tự đi lái mẹ ăn mà. Bao nhiêu tiền một lần? 30.000 một suất. À 30.000 một suất à? Ừ. Ăn hết không hay là để chia thành hai bữa? Không hết. Đấy bà chia thành hai bữa. Ăn 30.000 cả ngày. Con biết thừa rồi. À, con đi về đây. Vâng, con chào ông bà nhá. Vâng. Vâng. Hôm nào con lại tới. Vâng. Bà đi ra ruộng bà phải đeo dép vào nhá. Bà bây giờ còn được mấy chục cân, chắc được 30 cân, 40 cân. Anh á? Đây các bác, đây ông bà là rất là sạch sẽ này. Đấy, xong nó đấy này. Anh không ăn đâu Hòa ơi. Hôm nay ăn nhiều ổi quá rồi. Ăn bao nhiêu ổi trên đường rồi?
đi đến đâu ở vặt đấy đấy. Thôi con đi về đây. Ông bà nghỉ đi nhá. Trời nắng thì phải nghỉ, còn đâu trời mà... ăn mới đi. Hôm nào con ăn sau. Hôm nay con không ăn. Đấy. Con đi về đây. Để các bác ạ, chỉ có những lúc mà thôi anh đi về đây. Anh không ăn, không ăn thôi. Mẹ ăn nhiều quá. Thôi. Hôm nay lên nhà sinh suy dinh dưỡng ăn mía này. Đấy. Xong là đi trên đường ăn bao nhiêu ổi các bác. Mấy cái ổi dại dọc đường ấy không ai ăn, mỗi mình ăn. Đây các bác. Lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn sức ấy, thì là mình là không nghĩ đến cái việc sau này già. Đấy. Chỉ những người là sức khỏe như ông bà bây giờ là già yếu rồi, nên là mới cần sự quan tâm chăm sóc của con cái. Nhưng mà ông bà lại chẳng có con cháu gì cả. Đấy, rất là khổ, rất là vất vả. Một mình hai ông bà leo đơn. Cứ hôm nào mà ông bà, hai ông bà mà ốm ấy, nhất là bà các bác ạ, bà là bị bệnh lên. Đấy, bệnh phổi ấy. Đấy, bà bị ho rất là nhiều, hen suyễn rất là nhiều. Mà sau đợt vừa rồi bà bị Covid nữa. Nên là mỗi lần bà ốm phát là nó gần như quyệt quệ luôn. Sức khỏe nó đuối hẳn đi. Ăn này chẳng ăn được. Ra bệnh viện thì mua được mấy chục nghìn tiền cơm có. Thì anh nhớ là có lần là nằm bệnh viện ở ngoài tỉnh ấy. Thực sự với các bác là rất là thương, bởi vì một mình ấy, ốm là nằm liệt giường, không đi mua được gì cả. Nhờ mọi người ở đấy, nếu mà người nào tốt người ta mua cho ấy, mua 30.000 tiền cơm thì ăn thành hai bữa. Buổi sáng bà không ăn ấy, buổi trưa bà ăn, với cả buổi tối bà ăn 30.000. Nước thì thật sự với các bác là nói xin phép các bác, bà uống nước ở ấy thôi. Nước không phải là nước đóng chai đâu. Đấy. Nước ở ngoài nhà công cộng thôi. Đó. Tiếc tiền mà bà các bác. Rất là khổ, rất là thương. Qua video của Feng, từ ngày Feng lên thăm ông bà là các bác, các cô, các chú, các anh, các chị giúp được rất là nhiều. Giúp được cho bà là có nền nhà này. Đấy, có mái nhà. Là cái mái vừa rồi mới làm đấy. Nó đỡ bị mưa gió, nó đỡ bị nước nó hắt vào. Và là đặc biệt là có sự quan tâm của mọi người. Đấy, gửi cái cốc, cái chén, cái bát, cái đũa. Hay là thi thoảng gửi cho ông bà một ít tiền ăn như thế. Là các bác gửi cho Feng, là Feng lại tới để thăm ông bà, để chia sẻ và gửi lại cho ông bà. Rất là cảm ơn các bác. Đấy. Video của Feng nó cũng ngắn ngắn thôi. Gửi tiền của anh Sơn này. Gửi tiền của anh gửi cho anh Long. Đấy. Anh Sơn là gửi hơn 1 triệu. 1 triệu rưỡi thì cho Feng 500 đổ xăng. Và 1 triệu gửi ông bà. Đấy. Anh gửi tiền cho anh Long là 200.000 đấy. Thì là Feng đã nhận hết rồi. Và mua sữa, mua bánh kẹo và gửi lại cho ông bà 1 triệu. Qua đây thì Feng cũng trân trọng cảm ơn các bác. Kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn, thành công nữa. Giờ Feng đi về. Từ đây về nhà Feng còn khá là xa, còn 40 cây cơ. Đấy, mà bây giờ đang là 4:30 rồi. Feng phải về đi từ sáng. Feng xin chào các bác. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trong hành trình thiện nguyện của Feng. Trân trọng là cảm ơn các bác. Feng xin chào và hẹn gặp lại.